Nghiện ăn rau sống, người đàn ông bị sáng lá gan bám chặt. Nghiện ăn rau sống, đặc biệt là rau muống, rau ngũ trồng dưới ao, hồ, người đàn ông ở Phú Yên phát hiện ổ sáng lá gan lớn trong bụng. Nam bệnh nhân NTD, 39 tuổi, ở Phú Yên đến tái khám tại Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương, Hà Nội để điều trị hóa chất. Tuy nhiên, bệnh nhân lại xuất hiện ho, sốt. Tại đây, qua siêu âm ổ bụng, bác sĩ phát hiện ra có khối ở gan, được chẩn đoán theo dõi áp xe gan và chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khám và điều trị. Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh bạch cầu cấp đã điều trị hóa chất 5 đợt tại Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương. Bệnh nhân cho biết trước khi ra Hà Nội chữa bệnh, anh xuất hiện ho có đờm đục, đau tức ngực khi ho và sốt theo cơn trong ngày, phải vào viện điều trị một tuần. Theo bệnh nhân, anh nghiện ăn rau sống, đặc biệt là rau muống được trồng dưới ao, hồ và rau ngũ sống. Anh thường xuyên ăn món cao nướng với rau muống và món thịt vịt quay hay thịt vịt hấp ăn với rau ngũ sống. Ngay cả khi đang điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Phú Yên, anh vẫn thường xuyên ăn món này. Theo bác sĩ Vũ Minh Điền, phó trưởng khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, qua thăm khám lâm sàng và khai thác tiền sử của bệnh nhân, các bác sĩ nghĩ đến bệnh cảnh sáng lá gan lớn khi các xét nghiệm ban đầu cho thấy có bạch cầu ái toan tăng cao và hình ảnh chụp phim cộng hưởng từ gan. Bệnh nhân đã được làm thêm các xét nghiệm để khẳng định chính xác bệnh. Bác sĩ Điền cho biết người mắc bệnh sáng lá gan thường có triệu chứng đau hạ sườn phải âm ỉ, không đặc hiệu. Người bệnh thường có cảm giác mệt mỏi, đầy bụng và khó tiêu. Nhiễm sáng lá gan cấp tính có thể gây đau bụng, gan tu, buồn nôn, sốt, nổi mề đay, sụt cân. Nếu một người nhiễm sáng lá gan lớn mãn tính không được điều trị lâu ngày có thể dẫn các biến chứng viêm đường mật, sỏi mật, viêm túi mật, viêm tụy, xơ đường mật và xơ hóa gan. Để xác định người có bị mắc sáng lá gan lớn hay không phải dựa vào kỹ thuật xét nghiệm tìm trứng sáng trong phân hoặc xét nghiệm máu để tìm kháng thể trong huyết thanh của bệnh nhân. Đây là bệnh liên quan đến thói quen và tập quán ăn uống của người dân. Do đó, bác sĩ Điền khuyến cáo người dân không nên ăn sống các loại rau nọc dưới nước như rau muống, rau ngổ, rau cần, cải son, rau rút, không uống nước lã. Những người vốn có thói quen ăn các loại rau mọc dưới nước, đầm, ao, hồ, ăn sống hoặc không được chế biến kỹ cũng nên đi khám tầm soát bệnh.